chiếc đèn này có đủ sáng không, quạt này có đủ mát không và sử dụng bền bỉ hay không, không có cánh thì liệu có mát không và sức gió có thể lan tỏa khắp căn phòng hay không. Thì bây giờ mình sẽ thử với cái mức gió mạnh nhất ha, đó là mức số 6. Rồi Nhi sẽ dùng tóc của mình để test. Đó, mọi người có thể thấy tóc bay như thế này thì cũng biết sức gió như thế nào rồi đúng không ạ? Và chúng ta điều chỉnh được cái cường độ ánh sáng từ sáng vừa cho lên sáng bừng luôn. Đây, mình sẽ khiến nó sáng một cách rực rỡ khi mà chúng ta cần ánh sáng nhiều. Và ánh sáng cũng có thể thay đổi được nhiệt độ màu qua ba màu: màu trắng nè, màu vàng, rồi màu trung tính nữa. Hơn nữa có một cái tính năng rất là tuyệt vời, biến một chiếc đèn chiếu sáng thành một chiếc đèn ngủ. Đây, chúng ta sẽ giúp cho không gian nhà của mình trở nên sáng nhẹ hơn, nó phù hợp với nhu cầu nghỉ ngơi. Ngoài ra thì chúng ta cũng an tâm về độ bền bỉ với lõi đầu nguyên chất, mình không cần phải thay mới và sử dụng qua rất là nhiều năm. Điều thứ ba nữa, không khí có thể đối lưu và lan tỏa khắp căn phòng là nhờ vào cái động cơ xoay đối lưu, nó giống như cái thiết bị nằm ở trong cái máy lạnh vậy, cho nên là không khí nó lan tỏa hết căn phòng của bạn luôn. Và khi kết hợp với điều hòa trong nhà của mình thì không cần phải mở ở mức điều hòa thấp nhất, vẫn có thể mang không khí lạnh đi khắp nơi và chúng ta sẽ có thể tiết kiệm điện hơn và cũng không sợ hư hao thiết bị khi mà sử dụng lâu dài. Và cái sức gió mạnh cùng với cái hiệu suất lớn là nhờ vào động cơ không chổi than. Ngoài ra thì nó sử dụng rất là bền bỉ, mình không lo cái việc mà phải thay mới thiết bị liên tục. Sở hữu một chiếc đèn quạt trần chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Chỉ cần ngồi tại nhà, Colip sẽ mang sản phẩm đến tận nơi cho bạn, miễn phí vận chuyển, miễn